Vâng, xin chào các bạn. Vậy là sau rất nhiều thời gian chờ đợi thì siêu phẩm của Audi, Audi Q8 đã về tới Việt Nam và đang có mặt ngay tại triển lãm. Và ngay bây giờ bên cạnh Lê Hùng là anh Bình Minh. Vâng, nói đến Q8, thiết kế của Q8 thì Hùng nghĩ ngay tới anh Bình Minh bởi vì cái thiết kế của nó là quá là đẹp, quá là manly. Vậy thì với cái cảm nhận ban đầu ngay khi đứng cạnh Q8 thì anh có cái cảm nhận như nào? Vâng, cảm ơn anh Hùng. Dạ. Xin chào quý vị. Q8 chính là nhân tố bí ẩn mà làm cho mình phải hiện diện ở đây. Dạ. Và không thể không có mặt được. Vâng. Và đúng như điều thậm chí ngoài mong đợi. Dạ. Với thiết kế thì vô cùng mạnh mẽ và có rất nhiều điểm khác biệt. Vâng. Điều như mình cảm nhận đầu tiên đó là cái đèn LED. Dạ. Và cái mâm xe là mâm xe này 22 inch. Vâng. Mà nó sẽ nhìn khi mà lái cảm giác nó sẽ mạnh mẽ và nó sẽ an toàn hơn. Vâng. Đương nhiên rồi, nó như một đôi chân của chúng ta đúng không anh? Vâng. Dạ. Và còn một điều mà mình cảm nhận nữa đó chính là vâng, một cái cửa mà không có khung mà nhìn nó rất là mảnh mai nhưng lại vô cùng chắc chắn, nó mang lại sự thanh thoát cho chiếc xe, và điều này cũng là một cái nhân tố mới của Audi. Vâng. Và đây là theo cái mẫu nữ thiết kế phối hợp giữa SUV và dòng Cooper. Thành ra nó trộn được hai cái. Vâng. Với công nghệ đèn của Audi thì có lẽ là luôn luôn rất ấn tượng đúng không ạ? Anh hãy xem này. Đó phần giải LED bên sau là giải OLED. Nhưng mà là vẫn đảm bảo được đầy đủ cái tính đa dụng của dòng SUV. Dạ vâng. Và sự thanh lịch của dòng Cooper 4 cửa. Dạ vâng. Thì đó là điều cái hết sức là ấn tượng. Và còn điều mình ấn tượng đó chính là cái nội thất trong xe. Vâng. Và mình chưa nghĩ đến. Thực sự là nhưng không, chắc nghe không mà một thấy đúng không ạ? Thực sự là như vậy. Bây giờ mời các bạn vào. Cho mình nhờ một chút. Wow. Anh Hùng ơi. Thực vâng. sự là trong tất cả những dòng Audi mà mình đã chạy thì thực sự đây là cái dòng mà như Tablo nó khác hoàn toàn so với dòng khác. Vâng. Và bộ thiết kế thì nó mang lại sự sang trọng. Hùng nghĩ rằng nó như vâng. một cái thiết kế của xe tương lai đúng không anh? Và từ cái touchscreen này, tất cả đều vâng. công nghệ là touchscreen này. Và công nghệ touchscreen của Audi là cực kỳ nhạy. Wow. Và rất là đẹp. Đấy, tất cả các cái tính năng nó như một chiếc smart car ấy. Mà còn rất, về nội thất đấy, với rất là sang trọng rẻ, rồi là các thiết kế từng chi tiết rồi. Và còn một điều nữa là chính là ở cái ghế lái Hùng cảm nhận nó có massage lưng luôn. Có massage. Có massage lưng, vâng. Vâng, có massage lưng. Như vậy sẽ giúp cho chúng ta chạy đường dài thì nó sẽ bớt đi cảm giác nó mỏi lưng. Vâng. Và hơn nữa cái công nghệ Quattro của Audi đã thì rất là tuyệt vời đúng không vâng, anh? Vâng. Một mẫu xe SUV Cooper lại có Quattro, có tất cả những cái tính năng mà một người đàn ông rất mong muốn đúng không? Hay nói, chính, hay nói chính xác đây là niềm mơ ước của rất nhiều người, trong đó có cả tôi nữa. Vâng. Xin cảm ơn anh về những cái thông tin chia sẻ rất là nhanh về cái Audi Q8 này. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Vâng, siêu mẫu Bình Minh đã rất thích Audi Q8 rồi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cái sản phẩm này nha bạn. Tôi nói đùa vậy thôi, nó đây ạ. Vâng, lưới tản nhiệt single frame. Audi Q8 thì được áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Audi trên toàn cầu. Có thể nói là rất đẹp đúng không ạ? Vùng đất Quattro đấy ạ. Audi luôn rất nổi tiếng với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro. Đây là hệ thống rất là thông minh nhá. Nó hoàn toàn điều khiển bằng điện tử. Và ngay phía trên chữ Quattro này là một cảm biến để điều khiển cái hệ thống Adaptive Cruise Control, nó có kiểm soát được cái khoảng cách nữa. Đèn thì anh Bình Minh đã chia sẻ rồi, đèn của Audi thì rất là đẹp. Và các bạn hãy hướng sang bên kia một chút. Đấy, để nhìn cái chân dài của bạn này và hãy hình dung ra chiếc la răng của chúng ta đẹp như thế nào. Mâm xe. Mâm này được mạ xám này, tương phản này. Hình chữ W rất là đẹp. Và vành này là 22 inch nha các bạn. 22 inch. Vâng, nó dài như cái chân bạn bên cạnh. Và một mẫu SUV Cooper trên Q8 chính là trên cái cửa sổ này. Cửa sổ này rất là đặc biệt, nó không có khung. Nếu như chúng ta nhớ lại những cái thiết kế truyền thống của các mẫu Cooper thì hoàn toàn nó không có khung cửa đâu ạ. Đấy, đóng vào. Đấy, tự động khít lên. Rất hay. Đây nữa. Không hề có khung nha các bạn. Nhưng cách âm vẫn phải rất tốt. Đấy là cái khó. Xem cửa có hít không. Hít rất nhẹ nhàng, êm ái. Và trên thân xe của Audi thì những cái đường nét thiết kế nó rất là liền khối và mạch lạc. Các bạn có thể quan sát rất là nhanh. Đẹp, thực ra đây là một sản phẩm quá đẹp luôn. Đấy, ngay cả những cái chi tiết được mạ xám này, nó có màu như này, nó giúp làm rất rõ nét cái thân xe, trông nó khỏe khoắn và nó thể thao hơn. Nhưng có lẽ phần đuôi này là phần mình thích nhất nha các bạn. Cái tỷ lệ thiết kế giữa phần kính này, phần nắp cốp này,
và phần cản dưới rất là đẹp, và đèn thì là đèn OLED rồi, đèn Audi thì quá nổi tiếng rồi, đã không phải nói quá nhiều về đèn nữa. Vâng, đi ra đường nhìn thấy đèn là biết xe Audi luôn. Và cái xu hướng thiết kế nối dài giữa hai đèn bên trái và bên phải với nhau là cái xu hướng thiết kế mới nhất bây giờ. Ở bên dưới này thì bô xe thì bô kép ạ, bô đôi thì được giấu ở phía dưới gầm này. Và đây là chiếc bô giả. Thực ra trong các cái sản phẩm mới của Audi bây giờ thì những cái thiết kế nó rất là liền mạch và liền khối. Nó tạo ra cái cảm giác thiết kế cân bằng trên tổng thể của chiếc xe hơn rất là nhiều. Từng cái đường chạy từ phía trước ra phía sau, các cái đường gân cực kỳ sắc nét. Rồi, chìa khóa trong tay, nổ máy lên. Nãy mới mời được anh Bình Minh ra để một mình trò chuyện với các bạn. Anh Bình Minh cũng nghiện cái xe này lắm. Rồi. Tuyệt vời. Đây là một chiếc xe smart car, super smart car thì đúng hơn. Toàn bộ các cái phím đã được thay bằng hai cái màn hình. Màn hình trên này hơn 10 inch, màn hình dưới là hơn 8 inch. Rất đẹp. Công nghệ cảm ứng thì sao? Chúng ta hãy sờ chạm. Và khi bấm vào nhé, nó không hề có phím đâu, nhưng mà vẫn nghe tiếng tạch tạch tạch. Tạch 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 như bấm phím thật luôn. Đấy. Đó. Và tất cả những cái tính năng này chúng ta sử dụng như trên iPad, như những cái chiếc điện thoại bây giờ. Và toàn bộ cái phần phím điều hòa, rồi các cái hệ thống hỗ trợ ga, các hệ thống hỗ trợ như Adaptive Cruise Control, rồi cảnh báo chệch làn đường, rồi ghế massage, rồi vân vân, sưởi ghế đều được điều khiển ở trên này. Chúng ta có thể dùng rất là nhanh thôi. Thực ra cái thiết kế này nó tương đối là dễ dùng, rất dễ dùng ạ. Đó. Cái giao diện nó dễ dùng, tức là phần giao diện với chúng ta thì ngay cả khi ngồi lần đầu tiên chưa bao giờ sờ mó đụng đến em nó thì cũng có thể dùng được. Drive mode thì chúng ta có thể chọn ở đây. Đó. Chế độ tiết kiệm nhiên liệu, chế độ comfort, chế độ auto dynamic và individual. Đó. Để mà ta có thể nâng gầm này, vuốt lên không? Đó. Nâng lên. Điều khiển xe mà cứ như dùng smartphone như thế này. Bây giờ tôi sẽ thử cái hệ thống cam 360 trên mẫu xe này. Đó. Bật phát là hiển thị luôn, nét căng. Chúng ta có thể chuyển các cái chế độ view ở đây này. Wow. Quá tuyệt vời đấy. Các bạn có thể thấy mọi người, các anh chị đang rất quan tâm về sản phẩm Q8 này đó, qua các góc của camera. Với một mẫu xe này thì các cái hệ thống hỗ trợ sẽ rất là hiện đại. Cần số này, cần số rất là đẹp các bạn ạ. Khi mà cầm nắm vào cái cần số nó đẹp như thế này, nó chất như thế này thì mình nghĩ là như mình đang muốn lái một chiếc máy bay ấy. Phanh tay điện tử tự động, ngắt động cơ khi dừng đỗ, dừng đèn đỏ. Các bạn có thể thấy những cái chi tiết thiết kế này rất là đẹp, chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Xe xịn có khác, xe nhiều tỷ có khác. Đồ cốp chứa đồ, wow, có cả sạc không dây nha các bạn. Đấy, tôi có thể đặt sạc vào đây để sạc đây. Đấy, sạc ngay, quá hay. Các khe cắm USB đây, thẻ chúng ta có thể cắm sim vào đây, sim điện thoại, và các thẻ giao tiếp như là SD. Bệ tì tay da rất là đẹp. Ghế, đặc biệt là ghế nha các bạn. Ghế của một chiếc xe Cooper thể thao nhưng lại là SUV cơ. Đấy. Cua nhanh, cua chậm không có vấn đề gì. Rất sướng, đẹp. Đấy, các bạn có thể thấy này. Thiết kế rất là đẹp luôn. Và bây giờ chiếc vô lăng. Vô lăng này là vô lăng trên những chiếc xe thể thao như Audi R8. Đây là hoàn toàn là phong cách của chiếc xe thể thao khi mà có một cái đáy bằng như thế này. Trên này là gói S-Line. Chữ S-Line. Và S-Line là cái gói trang bị thể thao cho các dòng xe Audi. Lẫy chuyển số sau vô lăng. Cái lẫy này nếu như bằng chrome, bằng nhôm hoặc bằng gì đó nó sáng hơn mà nó to cao hơn thì tôi nghĩ sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Còn màn hình thì chúng ta có thể chuyển đổi bằng cái phím view ngay trên vô lăng này. Trên này có tất cả những các thông tin mà các bạn có thể điều chỉnh được.
đó, chúng ta có thể điều chỉnh. Và giải táp lô trên này thì được chia thành 3 tầng rất là đẹp, toàn bộ này là bọc da luôn, da thật nhé, da Nappa và giải cửa gió điều hòa này, tất cả nó thiết kế cực kỳ liền mạch luôn, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Và các bạn hãy nhìn phía bên ngay gần cột A kia, trụ A kia, các bạn có thể thấy luôn là một đôi loa này, nếu như mà khi tôi tắt đi đó thì nó ẩn, chỉ cần khởi động lên thôi, hệ thống loa Bang & Olufsen phê luôn, nghe mắc phê luôn. Bây giờ thì Hùng đang ngồi ở hàng ghế sau của Audi Q8 rồi. Thực sự cái xe này có cái trục cơ sở nó còn rộng hơn cả Q7, như vậy là cái lòng xe rất là rộng. Và cái trục cơ sở của mẫu xe này nó khoảng gần 3 mét các bạn ạ, gần 3 mét. Ghế ngồi, ngay cả hàng ghế sau đây mà ngồi vẫn có cái cảm giác là ghế thể thao, và chúng ta có thể điều chỉnh cái tựa ngả lưng như thế này. Bên này là chiếc bệ tỉ tay rất cơ bản. Bên ngay bên thành cửa đây là bằng bọc bằng da lộn nha các bạn. Những chiếc xe cao cấp thì luôn có những cái trang bị đắt tiền, đó là sự khác biệt giữa xe cao cấp, xe bình dân và xe cỏ. Và Hùng thì thích lái xe cỏ bởi vì ít phải giữ gìn, chạy cứ phang phập phập. Cửa gió điều hòa đối với những cái dòng xe cao cấp như thế này thì hai cửa gió điều hòa này bên console này, có thêm cả các cái cửa gió bên trụ B này. Đó. Không lo thiếu gió đâu. Và toàn bộ, như Hùng đã nói rồi, thì toàn bộ các hệ thống điều khiển, hệ thống điều hòa cho hàng ghế sau này cũng là touchscreen hết nha các bạn. Và ai đó vừa mới ngồi vào đang bật cái chế độ sấy này, chúng ta có thể dùng chế độ sấy này, điều chỉnh chế độ lấy gió này, hướng gió này, mức độ quạt này. Úi dồi, vừa bật sấy vẫn là nóng luôn. Với những mẫu xe như thế này thì nếu như vào mùa đông lạnh giá ở Hà Nội thì cứ bật sấy là ngồi sướng, nhất là trẻ nhỏ không lo phải lạnh trong ngay những cái giây phút đầu tiên, bởi vì bật nó là sấy ngay. Còn trời hè, mùa nóng, mùa hè thì chúng ta lại dùng chế độ thông gió làm mát. Ra ghế ngồi rất rộng. Tôi sẽ ngồi hàng ghế giữa này xem như thế nào. Rất thoải mái bởi vì là mẫu xe này có một cái không gian, cái lòng bên trong quá rộng luôn và thoáng. Cửa sổ trời panorama này, nhưng nó hơi nhỏ một chút. Nếu mà nó toàn cảnh hơn thì sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên là nếu mà toàn cảnh rộng hơn thì sẽ dễ tổn thất nhiệt độ trong trời mùa nắng. Và ngay khi mà mình ngồi phía sau thì mình nhìn thấy cái thiết kế của cái hàng ghế trước phải nói rất là đẹp. Thực sự Audi nói riêng và những mẫu xe Đức nói chung, thiết kế phải nói là không chê vào đâu được. Quá đẹp luôn, ai cũng mong muốn được sở hữu những cái sản phẩm tuyệt vời đến từ các cái thương hiệu xe của Đức. Và với Audi luôn có những cái thiết kế rất riêng. Trên Audi Q8 có thêm tùy chọn cho hệ thống treo khí thích ứng, kiểm soát độ nhún cho thiết lập chế độ lái Sport hoặc Comfort. Hệ thống này sẽ điều chỉnh độ cao của gầm xe tối đa lên tới 90mm. Tùy thuộc vào trạng thái hoạt động và lựa chọn của người lái, mẫu Q8 được trưng bày trong triển lãm lần này là dòng SUV Coupe vừa ra mắt tại châu Âu với phiên bản Q8 50 TDI. Động cơ TDI 3.0 cho công suất 286 mã lực với mô men xoắn cực đại 600 Nm, mức tiêu thụ nhiên liệu 6,6 lít đến 6,8 lít trên 100 km. Audi Q8 tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6,3 giây và có thể đạt tốc độ giới hạn tối đa 245 km/h. Chế độ sang số nhanh và mượt, hộp số Tiptronic 8 cấp cùng hệ thống truyền động Quattro đã vốn quá nổi tiếng. Phiên bản động cơ xăng 3.0 TFSI dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào đầu năm 2019. Audi Q8 ra mắt tại VMS 2018 với rất nhiều tùy chọn như màu sắc ghế ngồi với chức năng thông gió và massage. Vô lăng điều chỉnh điện, màn hình Head-up Display, hệ thống đèn pha LED Matrix HD, chìa khóa cảm ứng, hệ thống chiếu sáng nội thất đổi màu, radio kỹ thuật số, gói thể thao S-Line, gói ngoại thất S-Line, cửa kính bên cách âm, hộp điện thoại Audi. Các hỗ trợ khác bao gồm tính năng an toàn tiền cảnh báo Audi Presence, hỗ trợ đường dài, hỗ trợ chuyển làn có kèm cả hỗ trợ khẩn cấp, camera nhận diện giao thông, ốp nóc hợp kim nhôm, giá nóc với bộ cố định, nội thất bọc da cao cấp, hỗ trợ tầm nhìn ban đêm, kính phản quang riêng tư, lưới tản nhiệt khung đơn màu xám platinum, da vacona với trần xám,